mới khóc nỗi đau này. 90% là siêu hát. Wow, Dragon City Mobile, vàng vàng. Mừng chào xin và xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình Vũ Lít đây và chào mừng các bạn đã tới phần tiếp theo của tựa game Dragon City. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Và ok mọi người ơi, đấy, cuộc đua đã bắt đầu tới cái hồi căng thẳng rồi. Thì không biết là anh em đã đua kiểu dạng khốc liệt hết mình chưa? Thực ra thì mình cũng chả đua khốc liệt mấy, bởi vì hầu như là mình nhờ Uyên đua. Thì dạo này có rất là nhiều anh em đã gọi là chuyển qua là fan của Uyên luôn rồi. Đấy, mọi người đã chuyển qua từ những cái quạt của Uyên. Mọi người kêu là Uyên, chị Uyên đua kinh hơn cả anh Vũ nữa. Anh Vũ giờ đua chán vãi à. Thì còn 4 ngày nữa và hiện tại thì Uyên đã đua tới lap 9 rồi mọi người ạ. Chắc là mình sẽ vào mình quay phát lấy hên đi. Uyên đã đua tới lap 9 rồi nha. Còn mình thì hình như vẫn thế mà chẳng có gì khác. Đúng không mọi người? Lap 9 hình như là không có gì khác đúng không nhỉ? Yeah. Rồi, mình đã đua tới lap 10, các bạn thấy mình đỉnh cao chưa? Đấy, công sức của Vũ hết đấy. Anh em cứ nói gì nói. Vũ vào có đua phát lên lap 10 luôn. Anh em thấy đẳng cấp chưa? Và bây giờ bắt đầu mấy cái nhiệm vụ đó bắt đầu cực kỳ căng thẳng nhé mọi người. Nhiệm vụ bây giờ bắt đầu nó bắt đua rất là nhiều nhá. Nếu như anh em mà không sử dụng game thì mình nghĩ là khó đua tới lap 15 lắm. Và hiện tại là mình đang lap 3. Thì hôm qua có bạn comment ở dưới là bạn ấy kêu bạn ấy là best really ok. Bạn đua tới lap 11 rồi. Nhưng mà chắc chắn đấy các bạn một điều là bạn này không thấy mình đâu. Mình nghĩ là mình thấy bạn đấy nhưng bạn ấy không thấy mình đâu. Bởi vì là cái game mình nó sắp xếp đua một cách rất là kỳ lạ các bạn ạ. Nghĩa là các bạn sẽ đua với lại 7 người khác nhau. Đấy. Thì ví dụ như bạn best really ok đấy, bạn ấy sẽ đua với 7 người khác chứ bạn ấy không đua với mình. Đấy các bạn hiểu không? Hay là bạn DNDFB này, bạn ấy cũng đua với 7 người khác chứ bạn ấy không đua với mình. Đấy, kiểu như thế đấy các bạn. Thì nó sắp xếp như này ấy, để cho nó có một cái tính công bằng đấy các bạn. Là những người sẽ đua với nhau á. Thì như vậy thì kiểu như là tránh cái tình trạng kiểu chạy nước rút ấy. Với cả như vậy thì cũng dễ hơn. Dễ cho tất cả mọi người đều có dòng heroic nhé mọi người. Đấy là cứ một người sẽ đua với ngẫu nhiên 7 người khác. Và những người khác đang đua với mình thì họ lại không biết là họ đang đua với mình. Mà chỉ có mình biết là mình đang đua với họ thôi. Đấy, nó kiểu như thế các bạn ạ. Khá là hay, một cái khá là hay của cái tựa game này. Rồi, ok, và hôm nay thì mình đã đua tới lap 10 nha mọi người. Đẳng cấp, đấy, Uyên đua cả ngày vẫn là đang lì mề ở lap 9. Mình vào mình đua phát lên lap 10 luôn. Đúng là đẳng cấp người đua các bạn thấy không? Các bạn thấy mình đua đẳng cấp chưa? Đẳng cấp quốc gia luôn, mốt cho mình đi đua, thi đấu luôn anh em ạ. Rồi, ủa cái này kiếm ở đâu ra vậy? Nếu mà mình kiếm đủ cái này ấy, thì mình sẽ được 1 tới 50 game. Hoặc là 1 tới 120 cái... mảnh của con này mình nghĩ là chắc được một quá các bạn, mình nghĩ tỷ lệ cao được một đấy. Cái này thì kiếm ở đâu ra nhỉ? Mình mở cái này ra hay hả? Mở cái này ra hên xui 1/3 cái này ấy hả? Ok á, thế thì khó lắm các bạn ơi. Vậy thì rất là khó để có thể lấy đủ á. Bạn nào lấy đủ mấy cái này chưa, các bạn cho mình xin cái kinh nghiệm để lấy mấy cái này với. Bạn nào lấy rồi thì các bạn cho mình xin kinh nghiệm để lấy mấy cái này với nha. Còn mấy con chim của Vũ Lít này thì mình không biết cách để lấy như nào nha anh em. Đủ 10 con chim của Vũ Lít thì các bạn sẽ nhận được 20 mảnh của con Pyrotechnic Dragon. Hoặc là các bạn được 25 mảnh thì các bạn sẽ được 80 mảnh của con Pyrotechnic Dragon. Và một quả táo dai màu bạc. Và khi các bạn đủ 50 thì các bạn sẽ được 320 mảnh của con Pyrotechnic Dragon và một quả táo dai size XL và 120 mảnh của Heroic. Khá là ngon nha. Nhưng mà cái này thì mình không biết kiếm ở đâu. Bạn nào biết kiếm cái đây ở đâu không? Có thể comment ở dưới để cho mình biết với nha. Đấy, chúng ta hãy tăng cái sự tương tác lên bằng việc là comment chỉ dạy mình. Đấy, hy vọng là các bạn sẽ chỉ mình để mình biết với cái đấy. Chứ nhiều bạn vào còn chửi mình ngu không biết đi như nào ấy. Nhưng mà các bạn chả chỉ mình nhưng mình không biết. Đây nhá, đấy. Thấy chưa, cuối cùng thì mình đi cả cái enter lẫn cái mission này đều không được. Cho nên là nó chua đi cái này thì nó hên xui nhá anh em. Nói thẳng là đi cái này nó hên xui nhá. Chứ không chắc chắn 100% là được đâu. Nếu các bạn muốn chắc chắn 100% được thì cũng đơn giản thôi. Các bạn chỉ việc bỏ game vào thôi là chắc chắn các bạn sẽ lấy kinh thành công. Đó. Thì hôm qua có một bạn comment ở dưới nói là rồng của mình yếu là bởi vì mình không luyện võ công rồng. Trời ơi, rồng của mình luyện full võ rồi nhá anh em.
u ngon nhở. Là cái này á, khi mà đủ giờ đấy các bạn, đây này, như là 11 tiếng đúng không? Đấy, khi mà nó chạy đủ giờ nhá, thì các bạn mở ra các bạn sẽ được wow, ngon ngon anh em ơi. Thế thì tính ra là cái habitat này là cái habitat xịn nhất rồi các bạn. Habitat thần này, habitat xịn nhất rồi. Nó cày ọp cho chúng ta luôn, hợp lý chưa? Quá là ngon luôn các bạn ơi. Vì thế là mình cộng một điểm sự xuất sắc cho cái habitat này nha mọi người. Rất là very good, very nice luôn anh em. Rất là ngon canh cùng với vũ lít luôn. Đấy, vì thế mà nếu như bạn nào mà muốn có mấy cái orb ấy thì các bạn nên trồng ngay một cái đảo đi, một cái habitat này đi. Cái habitat này quá là ngon luôn. Rồi hôm nay để mình xem là mình có thể review một con rồng gì mới không nha. Xem ở đây thì có vẻ hơi khó kiếm ấy. Thì nếu bạn nào không biết thì chúng ta có thể tìm ở trên đây này. Đấy, tìm ở trên đây là dễ tìm nhất. Đó, các bạn sẽ tìm rồng legend này và subscribe các bạn vào phần store nhá. Đấy, store it. Ở đây có rất là nhiều rồng này. Hôm qua là mình vừa mở con rồng này đúng không? Hôm nay mình muốn review cho anh em con rồng đây, dòng máu anh em ạ. Dòng máu pháp sư nhá. Dòng máu pháp thuật à. Chả biết đặt tên cái này. Mình sẽ đặt tên là vua pháp sư các bạn ạ. Yeah, đặt tên là vua pháp sư là hợp lý. Block Magia Dragon. Block Mace. Block Mace Dragon. Từ bán con này đi đã. Đấy. Chắc cái này Uyên dùng like để kiếm mảnh con kia đây. Đây, Block Mace Dragon. Nhìn khá là đẹp anh em. Mỗi lần mình cho ra một con rồng mới thì wow. Con này nhìn xịn quá à. Khá là xịn nha. Con này chắc chắn là có hệ điện rồi đúng không? 4 hệ. Nhìn xịn nha. Đây, bây giờ thì là cái mục cho ăn. Đấy, thì mình sẽ đặt tên con này là vua pháp thuật đi, vua pháp sư đi ha. Vua pháp thuật. Vua pháp sư đi. Mình không biết nên đặt tên là vua pháp thuật hay vua pháp sư. Nhưng mà con này là pháp sư đúng không? Ma mây là như kiểu là magic ấy các bạn. Như kiểu là hệ pháp sư ấy các bạn. Rồi mình sẽ đặt tên là vua pháp sư đi. Đấy. Nhìn khá là ngầu. Rồi mình sẽ tiếp tục cho nó ăn nhá. Con này là con rồng mới chắc luôn. À đâu, con này là con rồng cũ các bạn ạ. Con rồng mới nó không có răng skin đâu. Hình như là từ 1000 năm trở lên là nó sẽ không có răng skin đúng không? Con này có răng skin thì chứng tỏ là vẫn là rồng cũ nha mọi người, không phải là rồng mới. Mình sẽ cho nó ăn đến cấp 15. Nhưng mà con rồng này mình nghĩ là nó không có gì khác đâu các bạn ạ. Nó có một cái thứ năng lượng này truyền ở ngực qua cái cây thánh giá của nó. Không, cái này gọi là cây quyền trượng á. Đấy, có một cái năng lượng được truyền từ ngực của nó qua cái cây quyền trượng của nó. Đấy. Lúc mà bự lên thì nhìn nó chỉ ngầu hơn thôi các bạn ơi. Không phải ngầu hơn mà nhìn nó chỉ to hơn thôi. Lúc bé thì nhìn nó rất là cute nhá. Đấy. Và lúc young skin nó thì nó cũng có một cái animation như thế thôi. Thì vẫn là cái góp ý của Vũ Lít thôi. Nhưng mà chắc chắn là nhà phát hành sẽ không bao nghe. Đó là thay cái animation ấy. Sau ngày xưa nhá. Ngày xưa chơi nhá. Kiểu dạng baby skin có một cái animation riêng. Xong rồi young skin có một cái animation riêng. Xong rồi cái oldest skin có một cái animation riêng. Đấy. Thời đấy là cái thời đỉnh cao của Dragon City các bạn. Còn bây giờ các bạn nhìn xem này. Ba cái skin đều có một cái animation. Và thậm chí là young skin cũng như là cái outer skin nó chả khác thì nhau. Nó chỉ bự hơn một chút xíu thôi. Các bạn thấy đúng không này? Nó chỉ bự hơn một chút xíu thôi. Có nghĩa là nó sẽ dùng cái zoom mà để nó zoom những cái hình ảnh nó bự lên. Thế là xong. Công nhận là nhà phát hành này dạo này nó lười ghê. Như Vũ Lít vậy các bạn ạ. Lười dã man con ngan luôn. Đấy. Cái skin lúc bé thì có thay đổi so với cái outer skin nhá. Bây giờ thì nhà phát hành cũng chỉ làm theo cái kiểu này thôi mọi người ơi. Có nghĩa là chỉ có baby skin như là outer skin thôi. Là hai cái loại skin khác nhau. Nhưng mà animation của nó thì vẫn như thế. Đấy. Thì sau không, nếu mà đã bỏ cái dạng skin đi thì đã bỏ cái dạng skin đi thì làm hai cái animation mới đi. Để có thể thu hút người chơi đúng không mọi người. Mình nghĩ như thế thì nó sẽ đẹp hơn đấy. Bởi vì là nhiều người chơi họ cũng chú trọng đến cái animation đấy. Không biết là anh em có chú trọng đến cái animation không, chứ mình thì mình khá là chú trọng đấy. Bởi vì là mình là một YouTuber review rồng mà. Cho nên là tất nhiên rồi, mình phải chú trọng cái mục animation này. Chứ nếu mà mình không chú trọng cái mục animation này, mình cũng chả biết review rồng kiểu gì cho các bạn xem nữa. Đấy. Cho nên là mình rất quan tâm đến cái vấn đề animation. Bởi vì ngày xưa là mình thấy là game làm rất là tỉ mỉ đấy mọi người. Animation, anime súng các thứ đẹp. Baby skin này, just skin, outer skin ấy. Mỗi loại skin sẽ có một cái animation khác nhau. Nhìn cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ tuyệt vời ông mặt rời luôn mọi người ạ. Còn bây giờ thì khác rồi anh em ơi. Đây, tiếp tục, đây rồi. Mình sẽ boost lên combat này. Đây, bây giờ mình sẽ tiếp tục đánh master nhá. Ủa sao kỳ vậy? Một con nào của mình bị mất vậy?
có mã xà bát xà bông này. Hôm qua các bạn nói là trứng của mình có một quả trứng của mã xà bát xà bông ấy. Mình ấp ra để cho lên 5 sao đi. Con này còn lâu anh em ơi. Con này muốn cho lên 5 sao thì phải lâu lắm. Trời ơi, cái gì thế này? Toàn rồng khủng thế này. Vampe à? Nhìn con này mình có thể ăn được ấy. Con này là cái thằng này nhìn có vẻ dễ nhất cho tất cả các thằng mình có thể ăn được các bạn. 170k máu. Ui. Nhưng mà ăn một hit của Ben chim sắt thì cũng hơi thốn đấy. Mày cầm cuốc cả mày. Sao dạo này có nhiều con rồng nó dạng nó cầm cái lưỡi hái quá. Anh em thấy nhiều rồng cầm lưỡi hái không? Khá là nhiều rồng cầm lưỡi hái. Rồng lót cả chúa tể à. Chúa tể. Chúa tể của những chiếc nhẫn. Nhẫn. Đấy, được cộng 10 điểm của cái Divine Pack này các bạn. Khá là ngon. Đấy, bây giờ cực kỳ là khó khăn với mình luôn. Bởi vì là bây giờ có quá nhiều rồng 70 năm sao. Nó không có đơn giản như ngày trước ấy. Ngày trước thì mọi chuyện nó cực kỳ đơn giản luôn. Bởi vì là mình sợ là không đánh được thằng này luôn đấy các bạn. Nhìn bọn này bây giờ nó khủng quá các bạn ơi. Đứa nào con này không bị khắc chế này. May mà nó không khắc chế mình nhá. Thực ra thì con này chiêu đất với lại chiêu Ninja Star là hai chiêu mạnh nhất. Thì hôm qua các bạn nói là mình không luyện võ rồng. Nhưng mà thực ra là con này luyện xong hết võ rồi nha mọi người. Gọi là võ công đầy mình như đấy các bạn ơi. Con này võ thuật đầy người nhá. Đấy, 4 chiêu đã luyện hết rồi mà hôm qua có ông comment kêu là mình chưa luyện võ. Con này cũng luyện được 2 chiêu rồi. Đấy. Ui cái gì đấy? Sai lầm tuổi trẻ rồi. Con này cũng luyện xong hết chiêu này, các bạn thấy không? Chỉ có một chiêu là chưa luyện thôi. Đấy. Cho nên là các bạn dàn rồng mạnh nhất của mình đều Ui da. Yeah. Có khi thua thằng này đấy các bạn. Mình quên không để ý skill thôi thua này rồi. Nhục chưa? Bây giờ mình bắt ấy chưa thua nha, win luôn này, hay chưa? Một pha lật kèo cực kỳ ngoạn mục đến từ vị trí của Bet chim sắt. Cân ba là có thịt anh em ơi. Nhưng bọn này nó khỏe quá. Chứ có toàn rồng khủng nữa các bạn ơi. Bây giờ sau mấy năm rời không có kiểu dạng chai hát ấy. Thì bây giờ người ta toàn sử dụng rồng khủng để người ta đánh mình thôi. Còn mình thì chẳng có gì hết. Ui, top 3 thế giới là một thanh niên tên là Nguyễn Ngọc Minh này các bạn. Ở đâu? Top 3 của Arena của mình các bạn ạ. Đây chúng ta nhìn lên top 3 của thế giới này. Top 2 thế giới có một thanh niên Việt Nam này. Tên là Duy Đức Nguyễn à. Thanh niên này mình chưa thấy bao giờ luôn. Gofi thì bây giờ cũng đã chơi lại này. Ui, sao top Việt Nam toàn top thế giới là Việt Nam này. Mấy thanh niên này không biết là có phải là trai hát không đây. Để avatar không có màu luôn. Thường là những người mà họ giàu có đấy các bạn. Họ sẽ ẩn danh ẩn tính. Đấy. Một là giàu có, hai là hacker thì họ sẽ ẩn danh ẩn tính. Nguyễn Bảo Nam Ca level 70 à? Ủa level 70 mà hạng 3 thì toàn thế giới. Thanh niên này chắc không phải toàn rồng heroic chứ nhỉ? Giờ mình có thể xem được mấy cái nhà là như nào không ta? Thanh niên Quốc Thắng này. Ghê chưa? Hạng 8 luôn. Anh em thấy không? Top server toàn người Việt Nam thôi. Ghê tê nhở. Ủa Phúc Trọng Huỳnh này. Lưu Văn Hữu. Ui các bạn ơi. Top server thế giới toàn người Việt Nam thôi. Hoàng Diệp FC này các bạn thấy không? Trời ơi ghê chưa? Ui ghê à, top thế giới toàn người Việt Nam thôi các bạn ạ. Khiếp chưa rồi, bây giờ thế giới thì phải trầm trồ và ngả mũ trước người Việt Nam anh em ơi. Đấy, các bạn thấy không? Toàn người Việt Nam ở trên top thế giới thôi. Đấy. Đẳng cấp người Việt Nam. Ui thằng này level 150 luôn. Level 150 tỷ lệ hack cao đấy anh em. Bởi vì là mình thấy là hình như là mấy người mà họ chơi lâu lắm ấy, họ cũng chỉ lên level hơn 100 chút xíu thôi. Còn level 150 thì có vẻ hơi cao nhỉ. Giống như Niên Long Anh này này. Level 150 luôn các bạn ạ. Mình nghĩ là không chơi lâu đến mức độ mấy cũng làm sao lên được một level 150 được nhỉ. Để xem bạn mình nào, để xem Thành EZ là ông ấy lên được level bao nhiêu. Thành EZ phải chơi được tầm bao nhiêu năm rồi. Thành EZ chơi lâu lắm rồi đấy. Không Thành EZ đâu. Từ từ nha, để mình vào mình kiếm Thành EZ nào. Mình nghĩ là Thành EZ phải chơi lâu lắm rồi đấy. Nhưng mà vẫn chưa lên level 100 anh em ạ. Vào Ren này. Xong thấy Thành rồi, không thấy Quang Thành rồi, Quang Thành mất tích à? Không biết ông Thành EZ đây mà bao nhiêu rồi nha. Nhưng mà mình chắc chắn đấy các bạn một điều ấy là Thành EZ nhưng cũng level 100 mà Thành EZ chơi cũng chai hát lắm. Chơi cũng 4-5 năm rồi đấy, không ít đâu. Và có rất là nhiều rồng nhưng mà vẫn chưa lên được tới level 100 luôn mà nhiều thanh niên chơi level cao đó các bạn. Đây là ông anh giai của mình ạ, sao lại đấm mình như này. Ông anh giai của mình tự nhiên cứ xông qua phang mình, băm nát mình như này, sợ đấy nhỉ. Có phải anh giai mình đã rất là hận mình bởi vì những cái intro của mình hay không? Mà hôm nào cũng qua đấm mình mới chậm thế này. Nguy hiểm quá anh giai ơi.
Rồi, ok mọi người ơi, và chắc là mình sẽ tạm dừng cái clip ở đây nha. Và nếu các bạn thấy thích thì đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chính là cái động lực rất là lớn cho mình làm thêm cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn với clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.